Xin kính chào toàn thể các ông các bà, cô chú anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Em Bình xin chúc toàn thể các ông các bà, cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều may mắn. Ngày hôm nay thì em Bình với các anh em thợ cũng đã di chuyển vào đây để mà lắp cửa cũng như là cửa sổ cho cháu Nô, cháu Mai rồi. Các ông bà, cô chú ạ. Ngày hôm nay thì em Bình vào đây thì vì là làm cửa ấy, cũng dùng cái máy nổ rất là ồn nên là em Bình cũng không chia sẻ cho tất cả các bà cô chú anh chị theo dõi được. Bây giờ đã hoàn thiện rồi thì em mình sẽ chia sẻ cái thiết phim truyền tải lên trên kênh để cho tất cả các bác cô chú anh chị được theo dõi cũng như là được biết đến căn nhà của cháu Nô, cháu Mai, căn nhà tình thương. Còn đây là hai cháu. Một tí nữa thì em mình sẽ cùng hai cháu đi một vòng căn nhà để cho tất cả các bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được theo dõi nhé. Đây là hai con. Xin chào hai con nha. Hai con xin chào con các bà. Đúng rồi, ngoan. Ngày hôm nay là thứ bảy ấy, các bác cô chú ấy. Cháu Nô thì cũng nghỉ rồi. Ngày mai đi học chưa con? Căn thủ của ta một cái nha. Chủ nhật cho ta số thêm mối á. Cháu Nô là đi học là cứ phải ngày chủ nhật buổi chiều là phải đi vào lớp trước rồi để mà thứ hai là bắt đầu học. Còn cháu Mai là học ở gần nhà rồi, như là tất cả các bác đã biết rồi nhé. Thì ngày hôm nay em mình vào đây cùng các anh em thợ ấy. Đường thì sạt lở hết, phải dùng xe máy này làm cả ngày luôn. Buổi sáng anh em từ trong huyện ra là hơn 8 giờ sáng là vào đây. Bây giờ làm xong anh em thợ cũng đã đi về hết rồi. Thì còn mỗi em mình ở đây để chia sẻ cho các bác xem thôi. Làm bây giờ là cũng có 2 giờ chiều rồi. Là cả buổi luôn. Đấy, các bác cô chú ạ. Thì cửa cũng đã xong xuôi hết rồi nhá. Đấy. Cháu Nô về rồi. Đấy, cháu Mai nữa. Đấy, hôm nay là chú cũng có mua được mấy sữa cho hai con nhé. Đấy. Đấy. Thế này thì các cô bác mới thấy hết căn nhà. Này, chú mua được bánh với lại mua được sữa này con. Bảo là xin chú Bình. Cháu xin chú Bình. Được rồi. Cháu Mai thử nói nào. Cháu xin chú Bình. Được rồi. Đấy. Cháu Mai còn nói được hơn cháu Nô nhỉ. Con phải mạnh dạn lên nhá, không được ngại, biết chưa? Yeah. Bảo là dạ vâng. Dạ vâng. Lần sau người lớn nói là bảo là dạ vâng thế nhá. Để chú ấy có sợi tóc ở đây. Sợi tóc. Được rồi. Tóc là không ăn được đâu nhá. Có tóc dính ở trên mặt là phải lấy xuống con nhé. Đấy. Một tí ăn nhé. Bây giờ con để ở đây. Để trong cái gạch này cũng được. Để chú để cho con. Để đây. Để đây trước nhá. Được rồi. Con cùng với chú với cháu Mai đi ra ngoài sau kia xem cửa sổ nhé. Đi con. Đi. Đấy. Hay con đi trước. Đấy, đi cho ấy, như là các bác thấy đây là cửa sổ xong hết rồi. Để sơn một cái màu này thì cũng khá là đẹp nhá. Cháu Nô, đi học về chú làm cho nhà cửa đẹp quá nhá. Có đẹp không? Đẹp à? Có thích không? Thích à? Đấy. Đây là cửa đằng sau. Đấy, các bác thấy là đây là cửa nhá. Cửa sổ thôi. Đấy, cửa sổ. Đấy. Ở trong cũng có cái chốt rồi. Đấy, không phải thế này. Là thế này cơ mới đúng. Đấy. Đấy, khi nào mà cháu Nô ơi, khi nào con ngủ là phải đóng cửa sổ ở bên trong nhá. Đấy, các bác ạ, ở đây là có một cái chốt nữa. Đấy, có một cái chốt ở đây. Đây là được gọi là cái chốt cửa bên trong. Khi nào chốt thế này là ở bên ngoài sẽ không mở được nữa. Đấy, sẽ phải mở thế này thì mới được. Đấy. Em mình sẽ đi một vòng căn nhà trước. Đấy, thì sẽ đi vào trong nhà. Đấy, mở thế này ra thì mới thoáng. Rồi là ở bên trong ngắm cảnh. Cảnh bên này rất là đẹp nhờ. Đấy. Đi học lâu lâu có nhớ chú Bình không con? Nô. Có nhớ chú không? Có nhớ không? Nhớ. Nhớ. Con đừng có ngại, cứ nói bản tiếng phổ thông đi. Dần dần là con sẽ nói được như cháu Mai nhé. Bảo là dạ vâng. Dạ vâng.
Đừng ngại chú, chú thương hai con mà. Được rồi, chúng ta đi vào trong nhà thôi. Đấy. Hai anh em là phải thương nhau nhá. Hai con đi vào trong nhà uống sứa đi, ăn bánh kẹo uống sứa đi. Đấy, để chú ghi hình toàn cảnh căn nhà cho các bác xem. Đấy, bên này là cái nhà bếp nhá, cửa nhà bếp, rồi là cửa chính, đây là cửa sổ, đây là cái khu vực cao. Đấy, còn đây là đấy, chuẩn bị lấy hai cây cột vào đây rồi, đào rất là sâu. Đấy, em Bình thì nói chung là ngày hôm nay là vào đây cũng di chuyển cửa với lại mọi cái là cũng rất là mệt, nhưng mà cũng khá là vui các bác ạ, khá là vui luôn. Làm xong thế này thì em Bình sẽ lấy hai cái cột về để mà làm cái cổng, để cho có hai cây bê tông thì nhìn chắc chắn hơn nhỉ hai con nhỉ. Đẹp hơn nhiều nhỉ. Đấy, nô lấy sứa, lấy sứa, lấy sứa cho cháu Mai đi. Đấy, các bác thấy là mở cửa sổ là nhìn thấy bên ngoài đường luôn. Đấy, cháu Mai nói là cháu Mai sẽ ngủ trong cái phòng ngủ này các bác ạ. Đấy, còn khóa nhé, xong xuôi hết rồi. Đấy, rất là gọn gàng. Đấy, cả bên này thì cũng vậy. Đấy, em Bình thử đóng thôi. Sau này cũng vào đây cùng các bác thợ để mà giúp chuyển cái cửa ấy, vì là phải chuyển vào xe máy này, phải đi rất là nhiều chuyến mới chuyển hết vào đây. Thì bây giờ xong hết thế này rồi, đây là cửa sổ. Đấy, có cái chốt này là sẽ an toàn hơn. Đấy, còn bên này là phòng bếp, phòng vệ sinh ở trong này, phòng tắm ở trong này. Đấy, mở thế này thấy hết đấy, xong hết rồi nhá các bác ạ. Đấy, trong này thì chưa dọn dẹp đấy, vì là chưa kéo được nước ấy. Nước là phải đi xem dòng nước nữa, vì là ở đây là có rất là nhiều dòng nước để mà sử dụng, em mình phải đi chọn một cái nước để mà sạch sẽ nữa, để mà dùng để cho an toàn ấy. Nước ở trên vùng cao là rất là sạch sẽ rồi đấy, rất là mát mẻ rồi, nhưng mà phải tìm cái nào mà nó chất lượng hơn, an toàn hơn. Đấy, mở hết cửa ra. Đấy, như các bác thấy là khá là đầy đủ rồi. Đấy, mọi cái đầy đủ. Đây là bếp. Đấy, bây giờ thì các cháu cũng chuyển để ở rồi. Bếp ở đây, đủ mọi thứ nhé. Đấy, đây là cửa, đây là cái cửa nhà bếp. Đấy, như các bác thấy là em Bình cũng đã đi một vòng hết căn nhà rồi nhé. Đấy, em Bình ghi hình là em Bình ghi khá là chi tiết luôn, để cho các bác hình dung được căn nhà của hai cháu. Nhờ, ngon không? Dạ. Lấy bánh cho chú, để lấy cho hai cháu ăn ấy. Để lấy cho chú bóc cho. Cái này là con cũng biết bóc. Ăn xong là phải lấy cái vỏ đi vào trong bếp nhé, đừng vứt li ti nhé con, hiểu chưa? Lớn là phải chỉ cho cháu Mai nhé. Giữ vệ sinh sạch sẽ căn nhà, không được lấy tay sờ lên trên tường nhé con nhé. Bẩn hết tường, hiểu chưa? Dạ vâng. Chú dạy là phải dạ vâng nhé. Đúng rồi. Mang đi vào trong bếp nhé. Đấy, để vào trong bếp. Đúng rồi, để như thế là mới sạch sẽ được. Còn cái bánh với lại sứa kia là tí con mang đi để vào trong trong bếp cũng được, để ở đâu cũng được. Này, ăn bánh. Lấy hai cái. Đấy, lấy một cái cũng được, ăn xong lấy. Đấy, ăn cả. Đấy, giữ, ăn xong là lấy.
Được rồi, cháu Nô lấy cái số bánh với lại sữa còn lại đi để vào trong bếp đi. Xong là tí ăn thì đi lấy nhá. Đấy, nghe hiểu rồi. Đấy, cháu Nô hiểu nhá các bác ạ. Nói tiếng phổ thông là hiểu hết rồi nhưng mà chưa dám nói nhiều thôi. Đấy, để đấy xong khi nào ăn ấy nhá. Đấy, các bác thấy là nhà rất là sắn rồi. Hello. Đấy, hôm nay chú vào đây là chú làm xong cửa cho hai con rồi nhá. Rồi ngoan ngoan nhá. Con lớn rồi, con ở nhà trông cháu Mai nhá. Không cho đi chơi xa, chỉ ở nhà thôi. Đấy, nếu mà buồn buồn ấy thì đi ở đây chơi rồi là đi đằng sau nhà chơi thôi. Chứ đừng có đi chơi xa, hiểu chưa? Có cửa đi đâu thì phải đóng cửa nhá. Mai chú vào chú mua cho cái khóa cửa nữa. Phải cần hai cái khóa nhá. Hai cái khóa cửa là mới được. Đấy, cái cửa chính và cửa phụ bên này. Cái cửa nhà bếp là thường gọi là cái cửa thoát hiểm. Đấy, rủi ro thế nào là mình sẽ thoát hiểm bằng cái cửa bên kia. Đấy, rất là đầy đủ. Xin chào nhá. Đấy, còn bây giờ thì em Bình cũng xin phép khép lại cái video của em Bình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ông các bà, cô chú anh chị trong những thuyết phim video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào, xin cảm ơn tất cả quý khán giả của Mạnh Thường Quân đã luôn luôn quan tâm và theo dõi những thuyết phim ở trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào.